Alfa. Cho Efren
Khi danh cơ của Thái Lan dẫn điểm, chúng ta thấy những đường cờ rất phiêu, rất tự tin và chính xác của Surya. Nhưng khi ở trong thế phải bám đuổi và ở những lượt cờ cuối cùng này, những cú đánh của Surya đã trở nên rất thiếu chính xác. Trong khi sự lì lợm, bản lĩnh, kinh nghiệm trận mạc của Efren lại đang lên tiếng ở thời điểm này. 60, 53.
Suvarnasing đã có hai thời điểm tấn công của Thái Lan tạo ra những cách biệt tưởng chừng như là an toàn. Cách biệt có lúc lên tới 15 đến 16 điểm, có lúc là 12 điểm. Và đã có rất nhiều những lượt cơ hỏng của Efren Reyes, những lượt cơ không ghi được.